Rồi, xin chào bà con, chào các bạn. Thì sau một thời gian mình không có làm video để chia sẻ một số cái nội dung về vấn đề mà mình ứng dụng cái thức ăn phối trộn vào trong chăn nuôi. Thì đây mình có hai bầy heo các bạn. Đó, để mình làm thử nghiệm những cái nguồn thức ăn và mình học hỏi thêm về vệ sinh thú y. Đó, từ các anh chị đi trước. Đó, để cho chúng ta biết và đôi khi mà chúng ta gặp được những cái trường hợp mà chúng ta phải gấp vấp phải những khó khăn rồi chúng ta khắc phục cùng với nhau khắc phục. Thì ở đây mình là mục đích là chia sẻ cho những bạn nuôi ít hoặc là mới nuôi heo đó, chúng ta biết cách để chúng ta xử lý ví dụ như một số cái bệnh cơ bản và nguồn thức ăn chúng ta phối trộn, đặc biệt là ở đây mình thức ăn sinh học nha các bạn đó, thức ăn sinh học. Tại vì trong thời điểm này thì giá cám công nghiệp nó lên quá cao đó, lên quá cao các bạn. Ví dụ như một cái bao cám này hồi 3 tháng trước là mình mua chỉ có 300.000 thôi, còn hôm nay là đến 350.000 đó. Cho nên là chúng ta chịu không nổi đó, chúng ta nuôi bằng cái cám công nghiệp chúng ta trụ không nổi, cho nên mình mới làm hai cái bầy heo này và mình thử nghiệm. Trước đó thì mình cũng có làm rồi các bạn, có làm một bầy rồi đó, và mình tiếp tục mình làm thêm hai bầy nữa để mình thử nghiệm cái nguồn tất cả các nguồn thức ăn coi cái nào lợi rồi mình chia sẻ lên để chúng ta cùng thực hiện đó. Như cái bầy heo này, bầy heo này là nó được con lớn là 20 kg các bạn và con nhỏ là 15 kg. Đây là mình bắt heo giường các bạn, nó cũng không đều được con đó. Còn cái bầy kia là 40 ngày là con lớn 27 kg và con nhỏ 25 kg rồi đó. Và cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con về cái bài 3 cũng như là mình đã chia sẻ cho bà con về bài 1 và bài 2 là cách tập cho heo làm quen với cám cám phối trộn. Thì hôm nay bài 3 là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thức ăn phối trộn và thuốc bổ cũng như tẩy dung rồi vaccine đó các bạn. Thì cái bài 3 hôm nay thì mình chia sẻ các bạn thì dọn dẹn trong một cái tờ giấy A4 này thôi đó, rất là đơn giản đó. Rồi đầu tiên là về cái thức ăn đó, thì thức ăn chúng ta phối trộn nên sạch sẽ các bạn, từ khâu mà chúng ta chế biến ví dụ như chúng ta xay cá thì cối ta phải vệ sinh cho sạch sẽ, rồi cái cối trộn cũng vậy sạch sẽ để chống nhiễm khuẩn và nấm mốc. Thì cái giai đoạn tập ăn thì heo từ 10 đến 30 kg thì chúng ta ăn cám phối trộn thì cái hàm lượng đạm cái protein các bạn từ 10% trở lên, thì chúng ta cứ cân chỉnh cái nguồn nguyên liệu chúng ta rồi chúng ta cộng lại chúng ta chia ra đó. Và chúng ta phối trộn thêm từ 20 đến 50% cái cám công nghiệp nữa đó. Đó là cám tập ăn nha các bạn. Và cái men tiêu hóa vitamin để hạn chế tiêu chảy nè, và ăn theo khẩu phần ăn là 4 đến 5% thể trọng của heo trên một ngày, 4-5% thể trọng, và cho chia là nhiều bữa. Hạn chế cho ăn ban đêm nha các bạn, hạn chế cho ăn ban đêm, ta ăn là khoảng tới 5 giờ là chúng ta cắt được rồi. Ban ngày chúng ta ăn cho ăn no ăn thoải mái đó, là hạn chế ăn ban đêm. Và chúng ta nhớ là khi mà chúng ta phối trộn cái cám trộn và chúng ta phối hợp với lại cám công nghiệp, chúng ta nên cân chỉnh cái lượng đạm coi chừng nó bị quá đạm, và chúng ta cho ăn đêm nữa thì nó sẽ ra hiện tượng E-coli. Và cái giai đoạn thứ hai là heo từ 30 kg trở lên, heo từ 30 kg trở lên thì chúng ta cắt cám công nghiệp. Ở đây mình có báo cáo công nghiệp thì heo mình đây 20 kg, 15-20 kg, còn kia là 25-27 kg thì mình đã cắt luôn bạn. Cái cám này thì mình chỉ để dụ cho nó để mình chích thôi, chích xin rồi chích cái thuốc bổ. Thì heo từ 30 kg trở lên chúng ta phải cắt luôn cái cám công nghiệp đi, rồi chúng ta sử dụng cái thức ăn phối trộn lên men cho heo ăn từ 3-4 cử trên một ngày đó. Thì tốc độ lớn của heo, một số bạn thắc mắc là chúng ta cho ăn như thế nào, tốc độ lớn của heo như thế nào, thì tùy vào các bạn. Nếu mà thức ăn chúng ta phối trộn hàm lượng đạm cao đó, nguyên liệu chúng ta có đạm cao thì con heo sẽ mau lớn đó, thấp thì nó sẽ chậm lớn hơn, nó kéo dài thời gian nuôi chúng ta lên đó. Thì đó rất là dễ các bạn, đạm cao thì vật nuôi mau lớn đó. Cao thì cái giá thành thì nó cao hơn đó. Còn đạm thấp thì giá thành nó thấp, nó độn nhiều thì heo nó chậm lớn nhưng mà nó rẻ, thì cũng vậy thôi các bạn đó. Và tiếp theo là chúng ta bổ sung thêm cái vitamin ví dụ ADE, catechol, rồi canxi, vitamin tổng hợp, rồi rau xanh các bạn. Ta chú ý rau xanh chúng ta phải bổ sung là 10% đó, để kích thích tiêu hóa cho vật nuôi. Rồi muối, nước sạch cho heo. Đây là rau xanh các bạn. Bên đây có rau muống đó. Bên đây có rau muống. Rồi. Rồi tiếp theo là cái vấn đề là chúng ta
cũng rất là quan trọng các bạn, rất là quan trọng. Chúng ta tẩy dung rồi thuốc bổ để chống còi cọc và tăng sức đề kháng, hấp thu tốt thức ăn của vật nuôi, của đặc biệt là của heo chúng ta. Hiện ta tẩy dung, tẩy dung là cái vấn đề này là đặc biệt là chúng ta phải thực hiện trong chăn nuôi heo và tất cả các nuôi, ví dụ như gà vịt cũng vậy các bạn. Tẩy dung thì heo thì từ 15 đến 20 kg chúng ta tẩy dung lần đầu thì lặp lại sau 2 tháng đó. Tẩy dung trong lúc heo mà khỏe mạnh, chúng ta làm theo hướng dẫn trên bao bì của thuốc đó, hướng dẫn sử dụng thuốc, ví dụ như là 10 gram trọng là 70 kg, 10 gram cho 70 kg thì chúng ta làm theo cho đúng. Chúng ta hạn chế là quá liều thì sẽ giật heo, heo chúng ta bị giật bỏ ăn rồi nhiều vấn đề khác. Rồi về vấn đề là thuốc bổ nha bạn, thuốc bổ thì ở đây mình có thuốc bổ là Cadusan đó, Cadusan thì ta cộng với lại cái Hepaton. Hepaton là cái thuốc bổ gan loại mật nha các bạn, bổ gan loại mật thì cộng canxi 12 để chống co giật bại liệt còi xương nè, rồi vitamin B12, vitamin ADA B complex đó. Thì đối với heo còi cọc chậm lớn thì chúng ta sử dụng đó, xong rồi chúng ta tiêm Cadusan, rồi cách khoảng 2-3 bữa chúng ta tiêm cái ADA, chúng ta cộng thêm cái ADA thì có hai loại các bạn đó, một loại là dạng nó loãng, một loại là dạng ở đây nè, ví dụ như này, ADA đây có hai loại, một loại là nó dạng kiểu dầu mà nó đặc, còn loại loãng thì chúng ta nên tiêm riêng đi đó, chúng ta không được cộng chung. Cái ADA thì chúng ta tiêm riêng, còn riêng cái Cadusan chúng ta có thể cộng thêm cái Hepaton bổ gan loại mật hoặc là thêm B12. Thì đối với mà heo mà nó bị còi cọc chậm lớn rồi các bạn, thì chúng ta mà nó khỏe mạnh á thì chúng ta nên sử dụng trước, sau đó chúng ta sẽ tiêm Cadusan đó, cộng với lại Hepaton bổ gan loại mật đây, rồi cộng với canxi B12, rồi cách 3-4 ngày ta tiêm ADA, rồi ta thực hiện liên tục từ 3 đến 5 lộ trình đó. Thấy heo mà nó khỏe, nó tầm khoảng là 40-50 kg thì chúng ta ngưng đó, ngưng vào thuốc bổ. Rồi đối với heo bệnh thì sau điều trị chúng ta cũng thực hiện tương tự các bạn, tương tự, nhưng mà chúng ta sẽ trị bệnh cho heo trước, tiêm thuốc bổ cho heo trước, sau đó chúng ta sẽ tiêm cái ta sẽ sử dụng sau các bạn. Rồi đối với heo bình thường, heo bình thường thì chúng ta tiêm 5-7 ngày chúng ta tiêm một lần đó, tiêm xen kẽ, ví dụ như lần một ta tiêm Cadusan cộng với lại Hepaton đi, rồi lần hai chúng ta tiêm ADA đó các bạn, rồi lần tiếp tục lần ta lặp lại từ 3 đến 5 lần thì heo đến khoảng từ 50-60 kg thì chúng ta ngưng cái thuốc bổ. Ở giai đoạn gần cuối nếu mà chúng ta có điều kiện thì tiêm thêm một lần nữa, đó là vấn đề thuốc bổ quan trọng các bạn. Quan trọng là về tẩy dung và thuốc bổ cho heo đó, như vậy heo mình nè, bài này đó, mình làm tiêm bổ thì heo nó phát triển rất là khỏe mạnh. Rồi ngoài cái thuốc bổ tiêm thì chúng ta cũng cộng thêm các bạn, cộng thêm cái vitamin đó, vitamin rồi vitamin tổng hợp, hoặc là chúng ta mua vitamin ADA ngoài tiệm thuốc y các bạn. Cái vitamin thì mình không có cung cấp, và cái thuốc nghĩa là thuốc mình cũng không cung cấp luôn các bạn, mình chỉ cung cấp cho bạn cái men vi sinh để chúng ta ủ thức ăn thôi đó, men vi sinh không đi quá. Đó. Thì những cái vấn đề trong cái tài liệu này thì mình đã chia sẻ với các bạn thì nó rất đơn giản. Rồi ngoài ra cái vaccine các bạn, cái vaccine cũng rất là quan trọng, chúng ta nên tiêm vaccine theo đúng phác đồ. Đó là quan trọng đó. Quan trọng, cực kỳ quan trọng. Rồi. Ở đây mình có một cái con heo nó bị bệnh rồi các bạn đó. Thì mình đã điều trị khỏi rồi, mình đã điều trị khỏi rồi các bạn đó. Rồi cái bệnh này cũng rất là thường gặp và nó cũng rất là nguy hiểm nếu ta không thực hiện kịp thời đó. Không can thiệp kịp thời thì nó sẽ bị tử vong các bạn đó. Ở trong cái bầy này, bầy lớn, và cái con nó con này nó bị bệnh thì cách này 3 ngày rồi mình đã điều trị nó hết rồi các bạn, thì cho nó mạnh đi thì mình sẽ chuyển nó vô. Đó. Con này là 27 kg rồi các bạn, 27 kg à, con nhỏ này nè, con nhỏ này là 25 kg nè, bạn thấy em này rất là to. Thì cái giai đoạn này chúng ta kìm thôi, chúng ta đừng có mà bung hết lóc các bạn,
xảy ra hiện tượng là nó bị E. coli cấp, chúng ta trở tay không kịp. Con heo bệnh này để clip sau đi, clip sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái loại bệnh và cái thuốc điều trị cực kỳ hiệu quả luôn mà rất là thường trong chăn nuôi heo chúng ta rất là thường gặp. Rồi bây giờ mình sẽ heo ăn thì mình đã cắt hoàn toàn là cái công nghiệp như vậy, mình chỉ là dùng thức ăn phối trộn thôi. Thì ở đây cái phối trộn của mình là mình có mua được cái nguồn mà lúa kẹ các bạn, cái lúa cái loại thải của lúa giống đó các bạn, đó là mình xay ra mình phối trộn với lại đạm cá với là bả đậu, mình ủ lại rồi mình cho heo ăn. Đó, nó ăn rất mạnh. Cái này cái lúa này là mình mua 4.000 một ký các bạn, mình xay luôn cả cái hạt luôn, chỗ nó ăn trấu rồi luôn, tấm cám này cho nó ăn hết luôn, và 4.000 một ký. Rồi phối trộn với ba đậu với đạm cá thì trung bình mình tính ra một ký cám gì cho heo ăn thì nó tầm khoảng 4.000 các bạn, 4.000 mà mình thấy là nó phát triển tốt rồi. Hôm nay mình cho nó ăn là hơn 10 ngày rồi, mình thấy nó phát triển rất là tốt, nó ăn rất là mạnh. Con này nó lúc tôi sống luôn này. Bây giờ trời tối các bạn, trời hơi tối. Chứ là trời sáng là cái lưng của con này là nó bóng luôn, nó bóng luôn, bóng giận luôn. Nhìn con này thì nó hết rồi. Để cho nó thiệt mạnh thì mình sẽ chuyển qua bên cho nó nhập đàn trở lại. Cái này là bị bệnh là bị cấp chưa bạn. Rồi video sau mình sẽ chia sẻ về cái con bệnh đó và cực kỳ hiệu quả luôn. Chúng ta chỉ là mua thuốc về rồi chúng ta đổ vô nó thôi. Đó. Nếu chúng ta mà trở tay không kịp, chậm trễ trong vòng khoảng là 50 phút rồi nó cũng đứt hết. Cái này là mình đã tiêm ngừa đầy đủ rồi, tiêm ngừa đầy đủ. Đã xanh rồi các bạn. Còn cái châu phi thì hôm bữa có một bạn chào hàng mình ở ngoài Hà Nội á, mình cũng chưa có tin lắm, mình cũng chưa có nghiên cứu, đợi khi nào nó phổ biến đi rồi mình sẽ nhập về để mình tiêm châu phi cho đàn heo của mình. Rồi thì các bạn cứ an tâm mà chúng ta cứ ứng dụng vào cái cám trộn vào chăn nuôi. Thì mình ở đây mình cũng vừa chăn nuôi mà mình cũng vừa học hỏi các bạn, nhiều thuốc này, thuốc mình chuẩn bị rất là nhiều. Đó. Rồi mình coi cái loại thuốc nào hiệu quả rồi mình mới chia sẻ lên cho thêm cho các bạn. Đó. Mình vừa chăn vừa học hỏi thôi chứ không phải là cái gì mình cũng biết. Tại heo mình là mình mới nuôi đây mới mấy tháng các bạn, nuôi 2-3 bầy thôi, còn bò mình nuôi là 8 năm rồi, thì bò mình thì kinh nghiệm nó cao hơn, heo hình mới đây thôi. Cho nên các bạn cũng thông cảm, các bạn và bà con chăn nuôi heo lâu năm á thì chúng ta thông cảm. Thì những video của mình thì chỉ dành riêng cho những bạn, những bà con mà chúng ta mới chăn nuôi heo thôi, hoặc là chúng ta chăn nuôi số lượng ít và chúng ta chưa thực hiện những vấn đề này, ví dụ như là về thức ăn phối trộn, rồi tẩy dung, rồi thuốc bổ, đó, vaccine, thì chúng ta nên lưu ý, chúng ta nên phòng trước các bạn, phòng trước khi mà cái bệnh nó xảy ra. À, bệnh rất khó trị và heo chúng ta nó bị mất sức, đôi khi là mất đầu con, cho nên chúng ta phải tiêm phòng trước. Và chúng ta heo mà một số bạn nói chăn bằng thức ăn công nghiệp nhưng mà heo 4 tháng nó còn chưa vô tạ thì đó là do chúng ta bỏ qua cái bước là tẩy dung và thuốc bổ các bạn, tẩy dung và thuốc bổ, kể cả là chúng ta bổ sung thêm cái rau xanh đó. Rau xanh là vitamin nó rất là cao trong đó rồi. À, như con này là hơn 20 kg rồi bạn. Hôm bữa mình cân cái con trắng này nè, trắng ăn 20 rồi nè các bạn, còn con này bự hơn. Này nó ăn rất là mạnh hơn. Cái này là mình ủ lúa xay nè, lúa xay rồi bả đậu, lúa xay rồi bả đậu, muối, mặt đường,
tạm cá, tạm cá mình chỉ cho vô 10% thôi, tại cá đây mình mắc mà, 10% tạm cá thôi. Và đậu 20%. Và lúa, lúa mình 4.000 kg thì thoải mái mà, mình mới nhập về 4 tấn này. À, trấu rồi, tắm rồi các bạn. Yeah, tắm rồi máy xay ta nếu nhuyễn thì chúng ta ủ 2 ngày cho ăn, còn ví dụ mà nó to nó bể 3 bể 4 á thì chúng ta ủ từ 3 ngày trở lên rồi chúng ta cho ăn cho nó chín cái tắm đi để cho nó tiêu hóa tốt, tiêu hóa hết. Con này hiện khỏe rồi. Nếu mà mình trễ trong vòng khoảng chừng 1-2 tiếng rồi, 1-2 tiếng mình không can thiệp kịp là con này nó sẽ tử vong rồi nha các bạn. Ăn được. Đang nuôi thì ta hiểu rất là nhiều cái vấn đề xảy ra các bạn. Mình nên phòng dịch rất là tốt rồi nhưng mà vẫn bị cái con này. Đó, mình trở tay không kịp do nó bị cấp tính các bạn, mình trở tay không kịp. Phòng không được cho nên là mình phải điều trị thôi. Và mình bắt đúng bệnh thì điều trị đúng đúng thuốc thì nó sẽ hết thôi. Nhưng mà mất sức con heo của mình. Mấy ngày, 3 ngày nó lâu xương rồi các bạn. Thì đây là cái bài 3 mình chia sẻ. Rồi về vấn đề mà cái đạm cá bạn thì chúng ta đã quá rõ ràng rồi, cái công thức ủ đạm cá thì quá rõ ràng rồi. Đó, chúng ta không bàn cãi nữa. Đó. Và thức ăn thì chúng ta có nguồn nguyên liệu gì ở địa phương chúng ta rẻ tiền nhưng mà nó có hàm lượng đạm cao nó tương đối thì chúng ta cứ mua về rồi chúng ta dự trữ rồi chúng ta phối trộn cho heo ăn thôi. Ta không cần phải mà đi nghiên cứu học hỏi gì thêm về cái công thức đạm cá. Chúng ta học là ta nên học về cái thức ăn thì chúng ta đã được rồi. Học là chúng ta học về cái vệ sinh thú y cho con heo của chúng ta. Đó. Về tập tính của nó, rồi thức ăn, rồi chuồng trại của nó như thế nào. Đó. Vừa chăn nuôi vừa rút kinh nghiệm mà. Không có ai mà thành công từ lúc đầu. Không ai thành công từ lúc đầu. Bắt ta vào việc là chúng ta phải bỏ phí ra, bỏ học phí ra để chúng ta học. Mà chúng ta bỏ học phí ra cho nó xứng đáng. Chứ một số bạn về cái công thức mà để ủ đạm cá người ta bỏ học phí ra 10 mấy triệu để người ta đi học và người ta phối trộn một cách rất là đơn giản đó, chỉ bà đậu đạm cá không thì con heo người ta không có lớn đâu. Chúng ta bổ sung thêm tinh bột hoặc là nó bổ sung thêm vitamin đó, ta tiêm chích cho nó để nó hấp thu tốt, nó chuyển hóa tốt thức ăn thì vật nuôi của heo chúng ta nó sẽ phát triển tốt và nó khỏe mạnh. Bài này một tháng mà 20 kg mình bắt 7 kg là một tháng nó tăng trọng 13 kg các bạn, một ngày nó lên khoảng là 400 gram. Thì cái này heo nhỏ chúng ta kìm kìm vậy thôi, đừng để cho nó phát triển nhanh quá thì nó hiện tượng nó sẽ bị trục trặc. Kìm vừa vừa thôi, như mấy con hơi lòi lòi gì nè, còn xuân về mà như nó mạnh như vậy. Heo dưới 20 kg thì chúng ta đừng để bị lút lưng, đừng để mập quá. Rồi video đến đây là kết thúc, thì xin chào các bạn. Thì mình sẽ thời gian này sắp tới mình sẽ rảnh rồi mình sẽ chia sẻ thêm nhiều cái bí quyết cũng như là mình học hỏi được nhiều cái kỹ thuật, cái bí quyết từ anh chị chăn nuôi đi trước mà đã ứng dụng thành công cái cám trộn này. Và trong nuôi thì mình chia sẻ, làm video và chia sẻ cho các bạn để chúng ta học hỏi thêm và chúng ta tham khảo và chúng ta có điều kiện chúng ta thực hiện để giúp cho cái quá trình chăn nuôi chúng ta được thuận lợi hơn và giảm chi phí giá thành thức ăn. Đó. Rồi xin chào các bạn chăn nuôi đạt hiệu quả cao.